Chiều 22/11, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác tới khảo sát hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng và xe ba gác dẫn đến vụ cháy 19 căn nhà khiến 6 người chết tại xã Minh Hưng. Tại hiện trường, ông Hùng khẳng định đây là vụ nạn giao thông không những gây ra tổn hại đến những tham gia giao thông mà tổn hại đến những người dân sinh sống dọc hai bên đường. Huyện Trân Thành, Bình Phước. Về nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn, ông Hùng cho biết, theo báo cáo Sở Giao thông Vận tải Bình Phước và Tổng cục Đường bộ thì lúc 4 giờ 32 phút sáng ngày 22 tháng 11, xe bồn chở xăng dầu MBGS-93N2689 đang chạy với vận tốc 99 km/h. Khoảng hơn 1 phút sau đó, xe này vận tốc bằng không. Cũng theo ông Hùng, hiện nay theo quy định tuyến này chỉ cho phép chạy với vận tốc 60 km/h, điều đó khẳng định xe bồn chạy với vận tốc rất cao. Ông Khuất Việt Hùng đi thị sát hiện trường và thăm hỏi gia đình có người thân tử vong trong vụ việc. Ngoài ra, ông Hùng cũng yêu cầu xác minh điều kiện pháp lý, giấy phép lái xe đối với tài xế và phương tiện xe ba gác liên quan đến vụ tai nạn. Cũng trong chiều nay, ông Hùng đã đến thăm hỏi đến gia đình nạn nhân là anh Võ Hồng Động, có con là Võ Hồng Ân, 6 tuổi, tử vong cùng cậu ruột trong vụ tai. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Bình Phước làm rõ nguyên nhân vụ việc.